Cú ngã ngựa của Lê Thanh Hải, gã có máu lạnh nhất miền Nam. Nếu trong vài tháng tới Lê Thanh Hải bị truy tố về tội chiếm đoạt tài sản nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh, sẽ chẳng có ai thương tiếc cho ông ta. Dù Hải là người của thành phố, người dân ở đó tin rằng ông Hải có bị vậy hay không, và nặng hơn nữa là đáng đời. Bước vào thiên niên kỷ mới, Việt Nam đã tiến hành cải cách kinh tế, đặc biệt là Sài Gòn trước đây. Lê Thanh Hải khi đó 50 tuổi, được bầu làm người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Con đường quan lộ, Lê Thanh Hải đã đi một chặng đường dài từ năm 1966, khi ông đi từ đồng bằng sông Cửu Long lên Chợ Lớn. Từ một thanh niên vai rộng, thô kệch và hầu như không biết chữ, Hải xin học nghề thợ hàn. Sau đó Lê Thanh Hải tham gia Biệt Động Thạch. Hải thật sự là một du kích tài ba. Đồng chí Hải Nhật đã sống sót sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Khi lực lượng Việt Bắc tiến vào Sài Gòn 7 năm sau đó, ông Hải bắt đầu thăng tiến trong đảng. Theo các nguồn tin không chính thức, công trạng lớn mà Lê Thanh Hải lập được là nhờ những năm sau khi thống nhất đất nước, khi nổi tiếng là người luôn hoàn thành nhiệm vụ. Thi hành án năm 1980, Lê Thanh Hải kết hôn với con gái một gia đình cách mạng thượng lưu, mở đường cho bước ngoặt vào năm 1990. Được biết, nhờ ảnh hưởng của chị vợ, ông Hải được bổ nhiệm làm bí thư quận ủy quận 5 hay Chợ Lớn. Chợ Lớn dù chiến dịch 15 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh thực tế đóng góp cho ngân sách quốc gia nhiều nhất và có quyền tự chủ đáng kể dưới thời của Hải. Là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 đến 2006 và năm 2011, Hải là bí thư thành ủy. Hải được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứng tỏ tình trạng bán tự trị của thành phố đang lan rộng. Hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trùng với các nhiệm kỳ bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh của Hải. Lê Thanh Hải, 70 tuổi, có thể đã được tôn vinh anh hùng nếu Hải sử dụng quyền lực để phục vụ cho lợi ích của đất nước, cho thành phố. Tuy nhiên, có vẻ như ông và cộng sự lại tập trung làm giàu. Theo một nhà báo độc lập bút danh Thu Hà, công việc hàng ngày của Hải là tham ô, tham nhũng, hình thành phe nhóm chính trị, đưa bà con họ hàng vào nắm hết các vị trí chủ chốt, hái ra tiền. Lê Thanh Hải trở thành lãnh chúa thành hồ, một chùm mafia du côn và máu lạnh số 1 miền Nam. Bắt đầu đổ bể, người kế nhiệm Lê Thanh Hải là Đinh La Thăng, từng là lãnh đạo tập đoàn dầu khí Việt Nam, rồi bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dưới thời Nguyễn Tấn Dũng. Liệu người như ông Thăng có khả năng thành công trong công việc mới hay không? Ở đâu ở Việt Nam cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh là bất động sản. Lúc Hải đang ở đỉnh cao quyền lực thì đặc biệt là việc chuyển đổi đất thuộc sở hữu nhà nước sang sử dụng thương mại. Từ năm 2016, lần lượt các vụ thông đồng giữa công ty bất động sản và các quan chức thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa lên mạng xã hội và được mổ xẻ. Vào năm 2018, dựa vào hồ sơ thanh tra của nhà nước, công an đã tiếp cận thuộc cấp của Hải gồm Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực thành ủy, đã tạo điều kiện bán cho một doanh nghiệp 32 hectare đất nhà nước trị giá 2,4 nghìn tỷ đồng, khoảng 1 tỷ USD, với giá khoảng 430 tỷ đồng vào tháng 6 năm 2017. Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt vào tháng 12 năm 2018 vì đã sắp xếp thoái vốn một khu đất vàng rộng 5 hectare với giá rẻ mạt cho một nhóm nhà đầu tư qua sự sắp xếp của người tình Nguyễn Thành Tài, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Những tấm áp phích tả tơi trên hàng rào xung quanh lô đất trống vẫn hứa hẹn nơi đây sẽ mọc lên những khu nhà sang trọng, cửa hàng cao cấp và một khách sạn 5 sao. Lê Hoàng Quân, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho đến năm 2015 đã chấp thuận việc chuyển đổi bất hợp pháp một lô đất trung tâm tại 15 Thi Sách. Ở đâu Việt Nam cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh là bất động sản. Lúc Hải đang ở đỉnh cao quyền lực thì đặc biệt là việc chuyển đổi đất thuộc sở hữu nhà nước sang sử dụng thương mại. Hải có thể bị liên lụy với rất nhiều giao dịch bất động sản mờ ám, nhưng thanh tra nhà nước chọn tập trung vào dự án lớn nhất khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thủ Thiêm là một bán đảo trên sông Sài Gòn rộng 7 km2. Từ cuối năm 1990, nơi đây đã được dự định phát triển thành một phiên bản của Manhattan hay Bù Đồng, gồm công viên và các kênh đào để đánh bóng cho trung tâm lịch sử. 14.600 hộ gia đình nông dân
chủ cửa hàng người lao động đã buộc di dời dù không phải có khiếu nại. Đấu thầu xây dựng cơ sở hạ tầng đã được ban hành nhưng chẳng có nhà thầu. Dự án mòn mỏi cho đến khi các quan chức thành phố thiếu tiền nên bắt đầu cho bán đất để đổi lấy đường và cầu. Vào tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh cho các thanh tra nhà nước tìm hiểu lý do tại sao sau hơn 2 thập kỷ và với hàng tỷ đô la chi cho các quỹ công cộng, bán đảo Thủ Thiêm vẫn là một đầm lầy. Quá trình đấu thầu cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm, tháng 6 năm 2019, thanh tra có báo cáo chi tiết về những bất thường và yêu cầu chính quyền thành phố nên trả lại số tiền tương đương 1,1 tỷ đô la cho chính quyền trung ương. Vài tháng sau, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận sai lầm đã xảy ra. Thành phần nhân sự của ủy ban lúc đó không còn chịu sự ảnh hưởng của Hải hay thuộc cấp của Hải. Ủy ban thừa nhận những bất thường đã xảy ra như việc điều chỉnh sai ranh giới của dự án. Vào đầu năm 2020, dựa vào một tài liệu chưa được công khai, thanh tra nhà nước cho biết từ năm 2010 đến 2015, Thường vụ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo lỏng lẻo, vô trách nhiệm và thất bại trong việc giám sát. Do đó, có rất nhiều vi phạm nghiêm trọng và thiếu sót gây thiệt hại lớn về tài chính cho nhà nước và làm lung lay niềm tin của người dân. Họ đề nghị Hải quân và 4 cấp dưới phải bị kỷ luật. Hai tháng sau, Bộ Chính trị vào cuộc điều tra dự án Thủ Thiêm đã làm tổn hại đến uy tín tổ chức đảng của thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác chính phủ. Vì vậy, Lê Thanh Hải là người chịu trách nhiệm chính. Do đó, Bộ Chính trị đã quyết định cách chức ông Hải về mặt đảng. Lê Hoàng Quân, nhân vật thứ hai sau Hải, được cho là phạm tội như Hải nhưng được phép giữ chức danh trước đây, thành thật chịu trách nhiệm về những thiếu sót của mình. Hiếm khi Bộ Chính trị loại một thành viên trung ương như Hải. Từ năm 2016, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi chiến dịch thanh lọc đảng. Tổng Bí thư cam kết sẽ đưa rất nhiều lãnh đạo tham nhũng vào trại giam và thực hiện điều đó khiến tất cả những người hoài nghi phải ngạc nhiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm hoa nước.